Được chưa? Xin chào Để khán cơm giả. đàn đen của được chưa? Khán Đấy. giả đang Ví ăn dụ cơm cái chưa? cán bộ Hiện tại có liên thì quan bây giờ là đến cái vụ việc này. các cấp lượng vẫn chưa Rồi, ăn thậm cơm. chí có thể xem xét các cơ quan, Thì bây giờ các là doanh mình nghiệp đã là cũng có thể liên gặp quan trực đến cái tiếp vụ việc quý này. khán Thì giả xem xét, luôn nhất là xem xét về mặt hình ảnh. để quý khán giả yêu Xem xét thương. thứ hai, đó là xem xét về Bởi hình, vì bây giờ cái clip của xem xét mình thứ ấy, ba cái thì tính chất mức độ hành vi phạm rất tội, là ít thì phải xem lượt xét cả xem về cái số việc, lượng và hành vi đấy, không biết là mức độ nguyên thiệt do hại tại sao. gây ra hình ảnh Thì và mình cái mức độ phạm vi cũng tội đang của cố tội phạm gắng làm liên quan sao đến mà để mà để xác làm định cái clip về của mà mình mức ngày độ càng hình hay ảnh và căn cứ có vào ý đấy. nghĩa hơn, quý Và vị thứ nhé. ba sẽ xem xét là các Thì cái hình thức, cái các clip biện của pháp, mình ấy, các chế thì tài pháp hiện lý tại để bây giờ áp dụng là làm sao để đảm bảo kênh của xử mình lý thì nghiêm hơn cả trăm đấy, clip không rồi, bỏ lọt tội phạm, hiện không tại là xử lý làm người cả vi phạm, mấy tháng rồi, quý và vị. đặc biệt là xem Thì xét việc xử các lý trách bạn nhiệm của các cán bộ làm công clip chức để kể cả là đảng viên hay vi phạm pháp luật có thì liên quan đến hình xin cho ảnh. mình một cái ý Thưa kiến ông, cụ hồi xem chúng ta xin ý kiến mình của về vấn đề làm người dân clip quan tâm không chỉ này so nó sánh ra đối với sao và từng nào khắc phục những cái vụ việc hoặc con là em nhỏ thêm thì bớt như mình thế giải nào, quyết khi mà có thì mình tình sẽ hình cố gắng công hơn khai nhé, như quý thế vị. này. Tôi nghĩ rằng là các cụ nói Và cái câu cái là clip tân của mình quan ấy tân chức thì trách, hoàn toàn là mình cái là người làm mới bằng đến cái thì tâm huyết của nó mình. chưa có cái mối quan Thật hệ gì chất với thì mình, không ai cho nên nó dễ làm không việc ai hơn. Thì đấy là một cái yếu giúp tố mà mình có hết. thể đấy. Vấn đề thứ hai có Thì thể nói tiền là hiện tại ở bây đây là giờ một cái thì vấn mình đề nó liên quan làm đến cái clip này cái lực thì lượng là chức nó năng là từng phụ bước thôi, còn đấy. công việc chính của Như tiền tôi đó và thì công tác vẫn xã đi hội làm điểm một kiến công nhé, thì quý tôi vị. chỉ phải nói như thế này, nếu mà nó lộng hành như thế, Thì bây nó giờ cơ là quan chức mình năng là che cũng giấu theo hoặc cái là đam ngăn mê cản của việc mình che giấu là cản làm trở clip, khai thác nữa, và có cái loại thì thông báo làm là ban hành sao ấy, thì mình đấy, cố gắng thì phục có vụ thể clip là cho cái khán giả xem không, cái vụ việc hay này không được và phổ nó có biến ý nghĩa, rộng rãi trên đặc công biệt luận, là nó trên không báo chí, có và có sai thể sự thật không nhé, báo quý vị. cáo hoặc báo cáo Tiền lãnh đạo địa phương ra hoặc các báo lượng thì cáo là rất là sợ, có nghĩa là báo cáo sai sự thật, dẫn đến chỗ là không có và bây sự lãnh giờ đạo chỉ mình đạo mà trực tiếp đối với vụ việc. cố gắng Nên tôi biết làm là sao tôi có làm trao đổi trực tiếp với cái đồng clip chí nó Nguyễn thật Thị hay Hương về đồng chí Nguyễn Thị và Hương nói để là cho quý riêng khán về giả công ủng hộ tác nhé. phòng chống tội phạm Thì bây giờ là và cái mình công tác xin làm cái an toàn clip trật tự xã ngắn như hội địa vậy phương thôi khoảng gần để 40 giao phút lưu trực tiếp với và cái trong khán cái việc giả này nhé. đồng chí Nguyễn Thị Hương lập tức chỉ đạo